Xin chào quý vị, xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng Thưa quý vị, mặc dù còn tới hơn 2 năm nữa mới tới ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đó là tháng 11 năm 2024, Nhưng mà không khí bầu cử đó Nó đang nhộn nhịp Trong những ngày qua Đặc biệt với cựu Tổng thống Donald J. Trump tới Tổng thống 4 năm của Hoa Kỳ Vì sao tôi nói nó nhộn nhịp Mà bây giờ nó còn nhộn nhịp hơn nữa Đặc biệt sau cái vụ ông bị FBI khám nhà À, tại sao tôi nói như vậy Là bởi vì cái vụ đó thưa quý vị Ông đang bị xuống điểm dễ sợ Xuống điểm với ngay cả những người trong đảng Cộng Hòa Thì tự nhiên ông biến cái vụ đó thành một nạn nhân Ông là nạn nhân Thế là bà con đã ủng hộ ông quá Nhất là dân bán Cà Lèm ủng hộ ông Không biết cơ ngang nào Mà các vị dân cử Cộng Hòa cũng ủng hộ ông luôn Chỉ trích hai cơ quan công lực là FBI và Bộ Tư Pháp Là ăn hiếp ông vân vân và vân vân và có người đã gọi là coi như cái vụ ông bị khám nhà không khác gì một vụ trúng số. Mà trúng số thiệt, không biết số gì. Số độc đắc hay là số tù thì nó tùy mỗi người tính. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói đến một cái gọi là gì. Ông biết chớp cái thời cơ. Ông biết chớp thời cơ. Để mà quảng bá đầy mạnh những cái gì mà ông muốn. Và đó là những gì ông Trâm đã làm trong những ngày qua. Và bây giờ hơn bao giờ hết ông đang rất muốn tuyên bố tái ứng cử tổng thống năm 2004. Thì cái đó nó đẩy Đảng Cộng Hòa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Và đó là cái chủ đề tôi muốn nói ngày hôm nay. Sau vụ ông bị thua ông Biden năm 2020, cái mức ủng hộ của ông nó giảm dần, giảm dần. Mặc dù ông vẫn còn nhiều người ủng hộ, nhưng nó giảm dần. Đặc biệt cái cuộc điều tra của Ủy ban 6 tháng Giêng kéo dài rầm rã mấy tháng, tháng trời, ít nhiều, không có lợi cho ông. Và rồi Đảng Cộng Hòa họ khôn lắm, họ biết hơn bao giờ hết, họ bảo ông hết ăn khách rồi. Nhưng mà họ vẫn cần ông, ông hết ăn khách với cái số cử tri mà độc lập, nhưng ông vẫn ăn khách với cử tri bán cà lem là cử tri đó không đầu ông thì họ tắt văn thở mà bây giờ đảng cộng hòa rất muốn thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này mà theo như truyền thống là họ sẽ thắng bởi vì sao thường thường cái ông tổng thống của đảng nào mà nắm tòa bạch ốc và hạ viện thì y rằng y như rằng cái cuộc bầu cử kế tiếp là mất hạ viện đó là yếu tố lịch sử tất nhiên nó phải lúc nào cũng đúng hết và đa phần là như vậy cái thứ hai nữa là ủng mức ủng hộ của ông biden xuống quá thấp rồi lạm phát rồi giá xăng lên đủ thứ đó nói chung rồi afghanistan rồi ukraine rồi trung quốc đài loan từ lưa hết nói chung biden là hỏng rồi thì gần như chắc chắn đảng dân chủ sẽ à đảng cộng hòa sẽ thắng cuộc bầu cử tháng 11 này nhưng nhưng mà nhưng họ biết ông trump mà tuyên bố tranh cử thì hại họ. Đảng Dân Chủ đang rất muốn ông Trump tuyên bố tranh cử càng sớm càng tốt. Và điều này tôi đã nói với vị trong chương trình trước đây rồi. Thậm chí trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa mà ông Trump muốn ủng hộ ứng cử viên nào đa số là thằng. Bởi vì các cuộc bầu cử mà sơ bộ ở các cái địa hạt nó nhỏ, rồi tiểu bang nó nhỏ và ở ở cái cái cái, cái, cái thống đốc đó. Với lại là Đảng Cộng Hòa họ bầu theo kiểu mà sơ bộ trong đảng Ngoài đảng không bầu được Cho nên ông Trump ông dễ khuynh loát lắm Đó, Ông đang thắng thế cái đó Nghe không? Mà Đảng Dân Chủ họ chơi độc lắm Nghĩa là mỗi một một số nơi đó Nghĩa là Hai anh Cộng Hòa Một anh gọi là bán cà lem Với một anh giả cầy Thì đang lý Đảng Dân Chủ phải ghét anh giả cầy không? Và giả cầy là bắn Trump mà. Nhưng mà Dân Chủ chơi độc lắm Họ tài trợ cho các anh giả cầy À không Họ tài trợ cho anh à, Bán cà lem ủng hộ bán cà lem Để cho anh giả cầy thua Giả cầy thua đó Thì coi như bán cà lem sẽ đại diện Đảng Cộng Hòa Vào bầu Trung Quốc ngày 8 tháng 11 Như vậy Đảng Dân Chủ dễ thắng hơn Bởi vì anh cực đoan hơn Anh cực đoan anh không thể lấy được lá phiếu cử tri độc lập ở giữa Đó Đảng Hòa biết rõ Cho nên Đảng Cộng Hòa bảo ông Trump ơi Ông khoan tuyên bố tranh cử đã Ông đợi chúng tôi xử thằng Dân Chủ xong tháng 11 này Rồi ông hắn tuyên bố Bởi vì ông chấm ngồi nóng nít lắm Ông muốn, ông muốn công bố ra Trước đây ông có tố kể quý vị cách đây hơn một tháng Ông có trả lời phỏng vấn đài truyền hình tôi nhớ đài nào Ông bảo là quyết định tôi ra tranh cử hay không là đã xong rồi Không ai có thể thay đổi được Điều quan trọng nhất là khi nào tôi thông báo đây. À, đó là mới quan trọng Cả nước Mỹ đợi chờ đợi khi nào ông thông báo thì bên đảng công an can ông và ngay cả các cố vấn của ông cũng can ông luôn tôi nói ví dụ ông có 10 cố vấn đi thì sáu người can ông chỉ có bốn người suối ông ra thôi tuyên bố ngay bây giờ tại vì tuyên bố bây giờ nó lợi thế lắm ông gom được tiền đúng không trước thứ hai đánh phủ đầu mấy anh chẳng hạn như Ron là đừng có cửa ông nói mà Ron Lee tôi ông nói, ông, nói là tôi mà tuyên bố tranh cử là không ai nào dám ra hết ông tổng tuyên bố như thế đó nhưng mà ông ra mà nó kẹt ra đảng cộng hòa tôi cho quý vị ví dụ luôn quý vị nhớ cái ông len yang không thống đốc của đảng cộng hòa tiểu bang virginia trong cuộc bầu cử năm ngoái ông là cộng hòa ông là bán cà lem luôn và ông đấu với ông terry mccarthy là cựu thống đốc của đảng cộng hòa và đảng dân chủ á ờ cựu thống đốc bang virginia đảng dân chủ là bạn thân với gia đình Clinton á người ta nghĩ là ông mắc Terry McAfee đã ăn chắc rồi nhưng mà cái anh Glenn Youngkin anh khôn lắm anh vẫn áp dụng đường lối bán cả lem nhưng mà kêu ông chủ bán cả lem no bất no thành đừng có đến đây không cho ông Trâm đi tranh cử với ông ông Trâm mà hey Glenn Youngkin cần tôi xuống tranh cử với anh Glenn Youngkin nói no nhưng mà tôi vẫn đi đường lối của ông cuối cùng Glenn Youngkin thắng và bây giờ Đảng Cộng Hòa đang áp dụng chính sách đó Mà rất thành công Thấy chưa? Cho nên Đảng Cộng Hòa không muốn ông Trump có mặt Bởi vì họ biết ông Trump mà có mặt Hay là tuyên bố ra tranh cử sớm Thì Đảng Dân Chủ sẽ lợi dụng cái đó Nhất là cái vụ 6 tháng giêng Xong, ông Trump khổ tâm ghê lắm. Nhưng thưa quý vị, ngày 8 tháng 8 vừa qua, mọi chuyện thay đổi. Mọi chuyện thay đổi. Tự nhiên những người bắn cà em mà trước đây quay mặt lại với ông Trump, bây giờ trở lại đề đầu quân trong Trump. Người ta ao ao lên trên mạng ủng hộ ông Trump, chửi Nghe là FBI với lại Bộ Tư pháp với Jordan là sắp mặt luôn. Ông Trump thấy cơ hội quá, thế là ông bơm lên, bơm bơm, người ta ủng hộ. Thậm chí có những người nó sẵn sàng võ trang, họ lên mạng họ bảo ra sẵn sàng đi chúng ta phải võ trang vô tập hợp đi Trump nhận kêu cái không tới hai tuần giải phóng nước mỹ liền thậm chí không cần bầu cử luôn cái này nó có người lên mạng mới đấy fbi cia tôi xử hết đó thì đang trong khí thế như vậy ông trump là một nhà kinh doanh trước khi làm tổng thống vị phải, phải nên nhớ điều đó cho nên ông nhìn cái chỗ nào cũng tiền 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 không à Tại sao tôi nói tôi đào tôi, tôi chứng minh cho quý vị biết là quý vị để ý có phải tôi nói đúng không? Khi mà ông đắc cử năm 2016. không? Ngay ngày 20 tháng Giêng 2017 ông tuyên bố ông đặt cái tay lên cuốn Kinh Thánh. Tuyên thệ thì là cũng ngày đó ông lập ra ban tái tranh cử Donald J. Trump 2020. Là lúc đó đã gây quỹ rồi, tức là đắc cử cũng xin tiền, gửi tư ra xin tiền. Rồi đến 2020 thất cử cũng xin tiền luôn Xin tiền để kiện cáo Sau này bị biết là nó 150 triệu xài không có nhiêu Ủy ban sáu nhiên nói mà tôi nói ạ à. Tôi lập lại với Google có Ủy ban sáu tháng nói ạ à. Rồi lúc bà vợ chết cũng xin tiền luôn Bà ban ca trâm Gửi ra thông báo tôi rất đau buồn <laughs> Vì vợ tôi qua đời xin quý đừng quên đóng góp cho quỹ C America rồi khi bị kiện cũng xin tiền luôn <laughs> Rồi đi kiện người ta cũng xin tiền luôn Và bây giờ khám nhà xin tiền luôn <laughs> Hay không? bị khám nhà cũng xin tiền nữa Thưa quý vị, ngày 8 tháng 8 là ông viết cái, cái quỹ vận động của ông là xin tiền Quý vị đưa tiền cho tôi để tôi tranh cử Mà ông Trump ông không thể nào không ra tranh cử được Tôi mở ngoặc cái này để quý vị biết này. Hiện nay ông có khoảng 121 triệu đô la trong bốn cái quỹ tranh cử của ông mà trước đây ông thành lập. Nhưng vì ông không thắng cử bây ông vẫn giữ số tiền đó. Tôi đọc tên bốn cái quỹ tranh cử này quý vị nghe quý vị cấm cười nha, cấm cười mà ông này ông Malay lắm. Mà ông rất hay, vừa ma mà vừa hay là bởi vì ông dùng cái chữ mà kêu bằng là người ta không thể quên ông được. Ví dụ nha, ví dụ thôi nha, ông Dũng mà gây quỹ tranh cử cũng Dũng lập ra nhiều quỹ Đỗ Dũng for governor một cái for governor Đỗ Dũng bầu governor Đỗ Dũng bầu ông Đỗ Dũng ông Đỗ Dũng sẽ là governor chứ mà có chữ Đỗ Dũng trong đó à, thì ông lập ra bốn cái quỹ cái quỹ thứ nhất bây giờ ông còn á ông cái quỹ ông tên là Save America còn 103 triệu đô la. Cái quỹ Make America Rich Again, again, <laughs> again xong, phải, again, có 10.3 triệu đô la. Quỹ Trump Make America Rich Again, còn 7.3 triệu đô la. Và Make America Rich Again Action, 700.000 đô la. Cộng lại là khoảng 120 triệu đô la. À, có bốn cái quỹ rồi, có ở again, again, America. lập đi lập lại trời ơi dân bán calen tôi thấy quý vị đã đấm đầu đấm đầu luôn Nhưng có một vấn đề của ông có một vấn đề của ông mà đó là lý do tại sao ông sẽ phải ra danh cử vấn đề đó là gì tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình sct chiếu mình của truyền hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về cái câu chuyện ông Trump rất muốn tuyên bố tái tranh cử càng sớm càng tốt nhưng cái này nó sẽ đẩy đảng cộng hòa vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan và có thể không cản được ông không ai có thể cản được ông Trump nếu ông Trump muốn là trời muốn và nếu như vậy nó sẽ thất thế cho đảng cộng hòa thì tôi đang nói tới cái chuyện mà ông xin tiền cỡ nào cũng xin tiền nó xin tiền rất hay không hay là có nửa thôi công có nửa một nửa là công dân bán cả lem Đó. trình thấp quá chứ nếu trình cao cũng xin không được đâu thì cái nước ai nói ông trâm giỏi là mới đúng có nửa thôi à cái này tôi mở ngoặt nó. cho đến giờ cho đến bây giờ nhiều người vẫn tin là ông trâm làm tổng thống không lấy lương đâu ơi vừa rồi <laughs> tôi coi mấy còm, mấy người bảo ông lãnh có đồng lương ông chúng lên chửi ông ông dũng lên nói ông ông là hy sinh đất nước mấy ông mấy người trình thấp quá không có tổng thống nào mà không lãnh lương có muốn không lãnh lương cũng không được tôi nói một lần và không bao giờ nói nữa ông lãnh đủ 400 ngàn đô la một năm đừng nói ông Trâm không lãnh lương nhưng mà ông donate cái đó ông hiến đó 399 ngàn 99 trăm chín đô la cho các tổ chức thực hiện ông giữ một đô la thì ông chỉ trả thuế trên một đô la đó thôi bảo ông Trâm không lãnh lương là sai sai và sai đó. trở lại vấn đề thì hồi nãy tôi nói ông có dư 124, 20 triệu đô la Nhưng mà có một vấn đề là ông không xài được Tiền này theo luật đó thưa quý vị Nếu ông không không đáng cử là mất Nó ở đó suốt đời Và ông chỉ có thể lấy cái tiền nó cho người khác tranh cử thôi Hoặc cho các tổ chức từ thiện Ví dụ cho đến giờ phút này Ông chi ra khoảng 365.000 đô la Cho khoảng 60 ứng cử viên Hạ viện và thượng viện Tại sao có 365 ngàn đô la không trả được Bởi vì quy định liên bang Ông chỉ có thể cho một người có 5.000 đô là tối đa không thể hơn được muốn cho hơn đó ông phải gọi là gia tăng chi tiêu cho người đó ví dụ ông quảng cáo mà không được quảng cáo là ừ, quảng cáo cho ông đỗ dũng không được nha ví dụ ông đỗ dũng là chống phá thai thì ông phải quảng cáo chống phá thai luôn mà không có tên ông dũng đó nhưng mà nó cấy vấn đề nó cùng với cái quan điểm ông dũng thì được nói, Mỹ nó bị lách lọt thay lắm thì cái đó ông muốn xài nhiều xài đó nhưng mà ông chưa xài đó bị ông dư một trăm hai mươi triệu đô la ông làm gì đây thì nếu ông anh ứng tái ứng cử tổng thống đó, thì ông được xài cái 120 triệu đô la đó cho cái cuộc tranh cử. Chính vì vậy bây giờ cái nhân cái vụ ông bị xét nhà, bị khám nhà. Ông đẩy này lên kiếm thêm mớ tiền nữa. Đó, cộng với 120 triệu đô la đó. Tôi ước tính đó, có thể lên tới khoảng tổng cộng khoảng 200 triệu đô la. Thưa quý vị, làm sao ông không ra tranh cử được. Mà nếu bây giờ ông đợi cho Đảng Cộng Hòa nói là đợi sau cái ngày mà bầu cử á, Giữa, giữa, giữa kỳ đó mà tuyên bố tranh cử đã mất mớ tiền, có đúng không tức là bây giờ tôi không tranh cử tôi, tôi chưa tuyên bố tranh cử thì tôi không thể gây quỹ được bây giờ chỉ là gây quỹ gây quỹ là pháp lý thôi và ngay cả không gây quỹ pháp lý thì việc cái, cái khí thế đang lên nè khí thế đang lên là tôi bị cái bọn đó là uh, nhà nước đó là là chuyên chế hiệp chủ quốc hoa kỳ là đứng đầu uh, và công cụ đó là fbi và bộ tư pháp khám nhà tôi nè xét nhà tôi và lửa vào vào lúc tôi không có nhà nè tôi là nạn nhân thì đang khí thế này mà ông tuyên bố tái tranh cử ông sẽ gom tiền nhiều ông có hiểu là cái, cái, gọi là khí thế đang lên mà bây giờ đảng cộng hòa bảo là đợi sau ngày bầu cử 8 tháng 11 nó mất khí thế mà rồi mà bây giờ cái khí thế tôi đang phải giữ cái khí thế từ giờ tới ngày sáu tám tháng một khó quá bởi tự nhiên cái thằng cha Merrick lên, nó xuất hiện nó đòi công bố cái chắc tòa tôi tôi mất mẹ khí thế à đấy giờ khét ông cân châm cho đó thì bây giờ ông phải tuyên bố Mà bây giờ đang lưỡng lự Thì cái số người mà hôm trước nãy tôi nói với quý vị đó ông, Ví dụ ông 10, 10 người cố vấn Thì 6 người khuyên đừng ra bốn người khuyên ra gì Bây giờ số người khuyên ra thành 6 người rồi Hai thằng cha mà hôm bữa nó bảo đừng ra Vì nó nhảy qua bốn cha kia Bảo là ra đi việc cái số ủng hộ ông là ra tuyên bố bây giờ nó thành đa số Cái số khuyên khoan tuyên bố thành thiểu số Bây giờ nó ngược lại Bởi vì khí thế nó đang lên Đó, Tiền đó, đó. thấy chưa? đó là một cái lý do. cái lý do thứ hai nữa hồi nãy tôi kể với quý vị, ông đi ủng hộ những người mà ứng cử viên bán cà của ông và đều thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ không phải là đều thắng mà đa số là thắng ngoại trừ Georgia thôi, Nhưng một số nơi khác còn Pennsylvania này, Arizona, này, Ohio này, Indiana thắng tất tật tật. thì bây giờ ông nói là thế quý vị thấy không, tôi ủng hộ ai là người đó thắng? sơ bộ nha sơ bộ của đảng cộng hòa thì đang khí thế đó luôn ông phải tuyên bố tranh cử ngay bây giờ thì lại gom được tiền nữa lại ủng hộ nữa thấy không còn mà đợi sau bầu cử 8 tháng 11 là có thể là những ứng cử viên cả lem bị thua nãy tôi phân tích lũy rồi họ là những người cực hữu thì cái cử tri trung trung sẽ không bầu cho họ đó là lý do tại sao đảng dân chủ một số nơi là ủng hộ tiền hoặc giúp cho ứng cử viên bán cà để thắng ứng cử viên kiện giặc ấy là chỗ đó thấy chưa anh nhân chủ là anh muốn anh cả em lên để anh dễ thắng hơn. Bởi vì bầu vào cái ngày 8 tháng một là bầu chung cuộc đó thì có cả cử tri của Cộng hòa, cử tri dân chủ đi bầu và cử tri độc lập. Cử tri độc lập đó ngả bên nào bên nó thắng nó đứng ở giữa. Mà thấy anh này cực đoan quá là không bầu. Tức là anh bắt cầm em tôi bầu, anh giả cầy cho bầu, anh giả cầy tương đối hiền hơn, kiểu như máy Pen, đều Pen hết hiền rồi cái anh mà bị ông Trump bảo là bị treo cổ đáng đời nó hôn rồi cái vụ Balago cũng đứng nhảy ra chỉ trích anh FBI với lại anh 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 anh, anh 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 anh, gì anh bộ tư pháp đứng về phe ông Trump đó ông Trump lại thấy luôn cái thằng mình muốn nó bị treo cổ mà bây giờ nó còn nhảy với mình nó thì quá ngon rồi đó bây giờ thấy, thấy tôi kể với thấy, với thấy không thành ra bây giờ đó đảng cộng hòa mặc dù có thể thắng thế trong cuộc bầu cử 8 tháng 11 này nhưng bây đang rất lo là không biết khi nào ông Trump tuyên bố tái tranh cử Mà đảng Dân Chủ đang rất mong ông Trump làm điều đó Và ông ông, ông Trump cũng đang rất muốn làm điều đó luôn Trước ngày ông Trump bị khám nhà thì ông Trump còn kèm chế được Bây giờ là ông không kèm chế được nữa Là bởi vì sao? Được quá nhiều người ủng hộ Những người những nơi mà từng người tình bỏ ta đi trước đây vì đã quay về sau ngày ông bị khám nhà Khi thế vậy quý vị Nhiều người sẵn sàng chết với ông trước tôi kể quý vị một ông ở bên Ohio đó, sách súng vào văn phòng FBI rồi xử FBI đó thành ra bây giờ đó tôi không biết là sau chương trình này thì ông ba ông Donald Trump có tuyên bố tranh cử không mà nếu ông tuyên bố tranh cử vào thời điểm này thì rất khó cho đảng cộng hòa và đó sẽ là món quà thượng đế cho đảng dân chủ nhưng mà đồng thời đó cũng không ai cản được ông Trump ông muốn là trời muốn đảng cộng hòa không thể cản được và bây giờ đã có một người nhảy theo nhảy, thổ, nhảy thuyền là đó là ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Hôm trước cũng khuyên ông Trump là đừng ra. Bây giờ sau vụ khám nhãn vào, ông Trump mà tuyên bố ra giờ tôi ủng hộ. Thấy chưa? Thấy chưa? Căng lắm nhưng mà trời. Chính trị Mỹ nó là như thế. Nhưng mà đừng nghe đừng có buồn, nó vui. Tôi thấy nó vui này. <laughs> thế tôi tìm hiểu tất cả quý vị nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở trình sau.